Rồi, xin chào tất cả các anh em. Chúng ta hôm nay đi tiếp thủ thuật độc đáo các anh em mình nha, là chúng ta phân loại những cái file DNN là driver để chúng ta biết được là cái shop chúng ta cần add vào cho nó chạy thì cần những cái driver chính xác như thế nào. Rồi, giới thiệu sơ qua với các anh em luôn ha, là đây là những cái shop mà chúng ta thường hay dùng để rebuild hoặc là build WinBE. Đây là Gimaget nè, Ultra ISO nè. Đấy, mấy cái này là các anh em nhìn này chắc cũng biết rồi ha. Đấy. Đây là cái MD5, anh Hoàng Thiển làm cái tool này rất là hay các anh em mình nha, rất là thông minh. Đấy. Rồi. Đấy. Và cần một điều nữa là các anh em biết một chút về cái đồ họa, cũng như là em giới thiệu sơ qua về cái công cụ Paint. Đây. Em ví dụ ha. Rồi, ví dụ em làm nhanh lẹ nè. Đây. Em chọn màu nè. Đây. Rồi, đấy. Rồi. Đây, rồi đó các anh em cứ làm như thế nào tùy các anh em nha. Đấy, rồi. Rồi là chúng ta đấy, rồi chúng ta save cái hình này lại đi ha, ví dụ thôi. Ví dụ nháp thôi cho lẹ các anh em mình nha. Rồi. Khi mà cái hình này các anh em làm xong rồi đó, này đây là một cái hình em làm rồi nè, đây cái hình nè. Rồi cái hình này chúng ta muốn save về cái định dạng chấm .ico, định dạng cái file để chúng ta làm cái nền cho nó đó, cái nền của cái shop á, thì chúng ta làm như sau. Các anh em mở với cái shop mà email ha, thường ở trong WinBE là chúng ta đa phần là có thường thôi, em nói thường thôi nha, chứ không phải là lúc nào cũng có, tùy theo cái người thích hợp cái này mình nha. Đây, đấy là chúng ta mở bằng cái shop này. Đấy, chúng ta mở cái file lên cái mình ha. Đấy, rồi, đấy, rồi chúng ta ở đây có sale nè, ở đây sale e nè. Đấy, cái này mình vô đây chúng ta sale nha. Ở đây nó cho phép chúng ta chọn cái định dạng chấm .ico nè. Đó là chúng ta sale ra được cái định dạng. Đây, cái định dạng này là cái định dạng để chúng ta để dành để mà làm cái nền icon cái này mình nha. Và các anh em nên chuyển resize lại ha, resize lại đây nè. Đây. Ở đây dùng cái band này cũng hay lắm. Là các anh em để mặc định đó, là nó sẽ chuyển, ví dụ chuyển về 256 đi là cao nhất. Nhưng mà nó sẽ không có điều, thành ra là nó khó hiển thị, thành ra là các anh em muốn hiển thị đúng đó, là ngay từ đầu chúng ta chọn đúng ha, chọn đúng cái độ phân giải rồi chúng ta resize lại thì nó sẽ chuẩn hơn nha. Đấy, anh em thấy nó bị mớp không? Đó thì do ban đầu chúng ta chỉnh như thế nào cho nó ok rồi chúng ta save lại rồi chúng ta dùng cái email rồi chúng ta chỉnh cái anh em mình nha. Rồi, em qua cái phần này. Cái phần này cũng hơi dễ, anh em nghiên cứu xíu là làm được rồi ha. Rồi chúng ta chủ yếu là chúng ta nghiên cứu làm sao để một cái shop mà chúng ta chạy mà chúng ta biết là cái phần mềm nào là nó đang chạy những cái file nào. Em ví dụ đi ha. Ví dụ cái nào, ví dụ cái ADB Zip nè. Những cái WinBE mà nó đủ driver mà nó chạy được rồi, em nói cho anh em mình nha. Tại em đang bui một cái bản WinBE là cái bản đó là rất là khó. Cái size dung lượng rất là nhỏ, nó thiếu rất là nhiều thư viện, chứ không phải là chúng ta thêm những cái file get là chúng ta add vào là nó vô với cái này mình nha. Thì cái phần này nó khó một cái á, em ví dụ luôn á, em cho nó load mở một cái file, em cho nó mở một cái file nè. Đây. Đó, em cho nó mở một cái file với điều kiện là cái file này các anh em cũng tạo bằng cái chương trình 7z ADB Builder nha, thì chúng ta mới mở được nha. Đấy. Thì chúng ta xem sơ qua nè, những cái chúng ta thiết lập nè. Khi mà các anh em mới đầu cài cài ADB 7Z này nè, thì chúng ta nhớ tùy chọn hai tùy chọn này nè mới ok nha. Còn không chúng ta save lại là nó lỗi file, các anh em nhớ giùm em nha. Rồi. Rồi cái phần này em nói rồi ha, ba dòng chính nè, đó, ba dòng này là ba dòng chính, còn mấy phần còn lại các anh em muốn điền sao cũng được nha. Rồi. Em save cái đường dẫn mới qua desktop đi. Em xem với cái tên khác đi ha, short khoảng cách. Rồi rồi em xem thì nó sẽ nằm ở đây. Đấy, các anh em thấy không?
Rồi khi mà nó vừa hiện như thế này nè, cái WinBE của em á, là vừa chạy tới cái khởi tạo Adebit này thôi là nó lỗi. Thành ra là em không biết nó lỗi chỗ nào. Hả chi á, nó chạy không được luôn á thì mình không nói, còn cái này nó chạy tới tới cái phần sắp xong nè. Khởi tạo sắp xong rồi nó mới báo lỗi. Rồi em sẽ chia sẻ với các anh em là chúng ta tìm cách để chúng ta cho nó chạy hoàn chỉnh hơn ha. Rồi chúng ta dùng cái chương trình Reset Explorer cái này mình nha. Cái tại vì cái trong cái Windows em không có dùng được cái PC Hunter nó không có hiển thị chi tiết được cái này mình nha. Thì để ấy luôn cho các anh em thấy cho nó dễ. Chứ để các anh em nói em không có thử qua. Rồi. PC Hunter nó hiện trong cái WinBE, nó không có chi tiết cái này mình nha, nó không có bằng Windows. Windows thì nó hiện chuẩn xác hơn. Đấy, thì các anh em cũng thấy rồi đó. Rồi em mới lợi dụng cái tính năng của Reset Explorer này, cũng xài ổn các anh em mình nha. Rồi bây giờ em sẽ tìm cái tiến trình của đây, 7-Zip SFX Builder đây. Đấy, rồi bắt đầu em sẽ click chọn ở trên đây. Em show nó ra, các anh em kéo lên nha. À, các anh em thấy cái nền nè, xanh dương nè, đấy là nó đang chọn ngay đúng cái shop mà chúng ta đang chạy. Rồi chúng ta kéo lên mút chỉ luôn. Rồi các anh em kéo lên hết luôn nha. Rồi chúng ta xem trong đây. Chúng ta kéo qua này, bên này nữa nè, kéo cho nó giãn ra nó hết hết hàng luôn các anh em mình nha, để chúng ta biết cái file đó là file gì. Rồi đó các anh em xem. Đây, những cái file chúng ta để ý những cái đuôi file DNN hoặc là những cái đuôi định dạng đuôi file thôi. Đây đây chấm mui này các anh em này nha, đó các anh em thấy không, là set setup papi chấm dnn chấm mui đó, là các anh em tìm cái file này để chúng ta add vào cái WinBE chúng ta đang thiếu. Làm sao để chúng ta biết được là cái file đó là của cái file đúng hay không, đúng như file gốc hay không, thì các anh em vô đây để chúng ta kiểm tra. Thì chúng ta vô UX ha, vô UX. À, để chúng ta xem, thì lúc trước em cũng chia sẻ với các anh em là chúng ta vô cái phần branding nè ha. À, chúng ta kiểm tra file này bằng cách là chúng ta check check với cái Red Hacker. Đấy, chúng ta check với Red Hacker để chúng ta biết cái phiên bản của cái Windows là phiên bản mấy. Là hồi đầu đó là em chưa có kinh nghiệm nhiều, thành ra em chia sẻ tới đây thôi. Đây là ở đây nó có hiển thị cái phiên bản luôn nè các anh em mình nha. Đây là 6.3 nè, đấy 6.3 9006 nè, mã phía sau nè 17415 nè, đấy là chúng ta tìm trên mạng cái bản Windows này. Đấy, em ví dụ đi, ví dụ bản này là bản Win 8, Win 8.1, Win 8.1 thì các anh em coi rõ thêm cái mã này 6.3 9006, 9006 cũng được rồi. Mấy cái mã lẻ không quan trọng lắm đó, các anh em mình nha, nhưng mà đúng được thì càng tốt. Mà mã lẻ thì không quan trọng lắm, chủ yếu là mấy cái mã đầu thôi. Rồi thì các anh em có thể xem tương tự, không không nhất thiết là cách này ha, không nhất thiết là cách này, có thể có nhiều cách lắm chứ không phải là riêng cách này không. Tại do ban đầu lúc 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 trước á, cách đây mấy năm em không biết, em không rành thì em chỉ chia sẻ được cách đó thôi. Còn bây giờ thì em được mấy anh chia sẻ thêm á, là anh như anh Khánh á, chia sẻ với em á, là xem cái Explorer, xem Explorer cũng đúng các anh em mình nha, cũng đúng cũng đúng cũng là cách hay. Rồi các anh em cũng có thể xem Gedit nè, đó tại vì mấy cái này nó chung cái bộ win của nó bung ra, thành ra nó sẽ chung cái mã, đa phần là nó sẽ chung, đa phần các anh em nha, chứ không phải là chắc chắn 100%. Rồi nó còn nữa là các anh em xem cái phần một trong này ha, mấy cái file SE nè, rồi mấy cái file chấm DNN nó cũng có cái mã luôn, các anh em thấy lạ không? Đó, nó cùng một một cái bộ win nó bung ra là nó y chang luôn, nó y chang nè. À. Đó. Đó. Các anh em thấy không? Đây, nói chung một bộ win nó bung ra mà trong cái bản win á, bản win người ta bung cái file này ra thì nó sẽ chung một bản win, thường là như vậy, trừ khi cái người ta thay đổi thôi. Rồi đó, các anh em thấy không? Nó y chang nhau à. Rồi hoặc là mấy cái file DNN đa phần là nó cũng vậy luôn các anh em mình nha. Thì thành ra là chúng ta có nhiều cách để chúng ta xác định được cái win này là phiên bản nào. Đây các anh em thấy là cái bản này là 16384 nè, nó hơi khác một xíu nè, là do những cái file này là nó chưa có nâng cấp, nó cũng không có cái gì đặc biệt nên nó chưa có nâng cấp, thành ra nó ở phiên bản cũ đấy. À, file này bài bản mới này các anh em thấy không?
Đó thì nói chung là chúng ta nhìn những cái file DNA, file SE trong cái thư mục Windows là chúng ta sẽ biết được cái phiên bản Windows chúng ta là đang chạy là phiên bản nào. Từ đó là các anh em có thể tải trên mạng về đúng cái phiên bản đó để chúng ta chọn chọn cái file để chúng ta thay thế cho nó đúng đúng cái anh em mình nha, thay thế cho nó đúng nha. Đấy thì hồi nãy á, là em chia sẻ là tới tới cái phần file thì chúng ta chịu khó, các anh em chịu khó ha, các anh em chịu khó chúng ta lọc lọc hơi bị nhiều các anh em mình nha, lọc nó hơi nhiều đó. Nếu mà cái WinBE nào mà nó thiếu nhiều quá thì chúng ta lọc cực á, còn cái nào mà nó ít á thì nó dễ, ít thì nó dễ. Còn cái đơn giản mà chúng ta ví dụ lỡ cài một cái shop mà nó chạy không, mà cái phiên bản ví dụ bản mới nó chạy, bản cũ nó không chạy đi, thì chưa chắc là chúng ta cần phải add vào những cái file này thêm. Thường là nó thiếu thư viện thôi nó mới có triệu chứng đó các anh em mình nha, hoặc là cái file người ta đóng gói tích hợp đó, nó bị thiếu, hoặc là cái cấu cấu trúc đó, cấu trúc ví dụ người ta thiết lập là nó load CMD đi, hoặc là nó load cái gì đó mà nó thiếu cái thành phần nào đó nó không thể chạy được. Thì cái đó là chúng ta cần phải bung cái file SE ra để chúng ta bung cái file cái shop mà tự chạy nó ra để chúng ta phân tích, để chúng ta đóng gói lại các anh em mình nha. Nè các anh em nên xem cái mục này ha, cái mục bên đây nè, đấy cái mục bên đây là nó sẽ nhiều file hơn và chính xác hơn, tại vì em mới đầu em cũng có thử bên này rồi, nó có hai phần đây nè, đấy cái phần này cũng có các anh em mình nha, nhưng mà nó không chính xác và nhiều file bằng, nó không có chính xác và nhiều file bằng cái phần để đem coi tên nè, view view DLL. Cái này nó hai phần chứ không phải là một phần nữa các anh em, đó đấy các anh em thấy không, ở đây là một phần nè. Đấy ở phần này á, các anh em có thể xem được những cái get nó đây nè, đây những cái đường get đó nè, các anh em có thể property ha, đây chúng ta có thể tìm cái khóa này ha, hoặc là chúng ta add cái khóa này vô ha, tìm cái khóa này hoặc add cái khóa này vô để cho nó có thêm cái khóa để nó xác nhận được đúng cái khóa của nó, đúng cái vị trí để nó có cái đường giống như cái đường nó hướng nó đi để chúng ta chạy được cái shop với anh em mình nha. Nhưng mà em chưa khuyến khích làm cái này trừ khi là các anh em thay thế tất cả những cái file DNN trong này đó, tất cả những cái file hiển thị này mà các anh em thay thế rồi hết luôn, không còn file nào, không sót file nào luôn mà nó không chạy, thì chúng ta hãy tính tới cái chuyện mà mấy cái khóa kia ha. Đối với những cái WinBE mà nó dạng là cứng đầu các anh em mình nha, còn những cái mà dễ dễ thì thường á là chúng ta add khóa là xong rồi, add khóa là xong rồi các anh em mình nha. Thường là mấy cái bản ví dụ là các anh em lỡ lỡ slide lỡ lỡ xóa nhiều file quá mà chúng ta không biết á, không biết là cái hướng nào để chúng ta trả về cái phần trước, tại vì các anh em không có backup lại nè, giống như em nè, tại do cái bản của em nó hơi nhỏ thành ra là em backup rất là nhiều các anh em mình nha. Được cái lợi thế đó chứ không phải là hay gì các anh em mình nha. Đây các anh em thấy không, đây nè, đó em backup nè, đó rất là nhiều luôn các anh em mình nha, không phải nhiêu đây không đâu, cũng nội trong cái bản một bản của em thôi làm backup cũng không dưới 40 bản, cỡ năm mấy bản luôn các anh em mình nha. Em xóa bớt rồi đó, có nghĩa là em giữ những cái thay đổi mà nó căn bản nhất để khi mà em có cần bung ra là em bung liền, chứ không có phải mất thời gian em đi tìm lại các anh em mình nha. Do cái phần cái WinBE của em nó nhẹ nên thành ra là em làm cái đó nó dễ. Còn ví dụ các anh em mà xài cái WinBE bung đóng gói lại thành 300 mấy hoặc là 4, 5, 6, 700 MB gì đó, là chúng ta là giữ luôn nhiều file thì nó hơi khó các anh em mình ha, nó chiếm dung lượng rất là nhiều. Thì đó thì các anh em có thể dựa vào cách này để chúng ta phân tích rất là rõ. Tại sao em chia sẻ cách này, tại vì em làm thành công rồi, làm thành công rồi mới chia sẻ với các anh em mình nha, chứ không phải là chưa thành công. Đấy em làm thành công rồi, một lát đó là em sẽ quay một cái video là test cho các anh em xem là cái bản của em, đây cho các anh em xem những cái thành phần file mà em ấy đây đây đó, em có ghi chú lại luôn nè, tại vì có nhiều cái không nhớ hết nổi đâu các anh em nha, phải ghi chú những cái tên nào đó để chúng ta phân loại cho nó dễ. Đây nè, đấy các anh em thấy không, thậm chí em ghi cái tên thư mục nó rất là dài để em lưu cho nhớ nè, em ghi ngày giờ luôn nè, đấy
Rồi cái phần này á là em đã phân tích đấy, các anh em thấy không, em để á, em gom lại á, là gom như thế này ha, em ví dụ luôn nè. Rồi dựa vào cái thành phần file á, em tìm thì em sẽ tìm đúng cái phiên bản là 1703. Mấy cái bản này em tải về rất là nhiều các anh em mình nha, nè 1 2 3 4 5 đó, các anh em thấy không, em tải về để em phòng hờ cái nào không được thì em sẽ đổi vào bản khác các anh em nha, chứ không có dùng một bản cố định các anh em nha. Thì hiện tại em thấy cái bản này rất là ok và em đã giải nén ra cái thành phần ở bên trong rồi. Nói chung là em sẽ lấy cái thành phần đó cho các anh em mình xem. Những thành phần em đóng gói em để riêng, nói chung là em giải nén cái phần inton.vim, cái file inton.vim ra. Chờ em xíu rồi. 2-3 bữa nay gần 2 ngày em chưa ngủ cái này mình nha, thành ra là làm việc nhiều quá. Nó hơi căng thẳng. Tổng đây, tổng các file này cái này mình nha. Đấy. Đây, đây đây là tất cả thành phần mà em đã ấy ra rồi nè. Rồi em chia sẻ luôn với các anh em á, là chúng ta tùy chọn chúng ta để cái vị trí như thế nào cho nó phù hợp để chúng ta thao tác cho lẹ luôn ha. Rồi một bảng này nè, này đóng đi. Rồi ở đây là thu nhỏ lại nè các anh em mình nha, thu nhỏ lại một phần nè. Đấy, này chia sẻ rất là kỹ luôn, thành ra các anh em làm là không có sợ nó bị hố các anh em mình nha. Rồi ở đây là cái phần để chúng ta lựa nè. Đấy, cái phần lựa này để chúng ta cho cái khung nó cao hơn xíu. Còn cái phần mà chúng ta để chứa thì chúng ta cho nó nhỏ lại. Rồi chúng ta thêm một cái mục nữa, WinAir, rồi để chúng ta chứa cái file, mấy cái file mà chúng ta lọc ra cái này mình nha. Rồi em ví dụ nha, ví dụ để thao tác cái này mình nhìn, tại vì em làm qua rồi, em làm nó lẹ. Có kinh nghiệm mà chia sẻ lại các anh em mình cho nó lẻ các anh em mình nha. Rồi em ví dụ, em thảy vô ủi em đang trống, em dùng thảy vô ít đi ha. Rồi em tạo một cái thư mục nè, chấm dấu chấm cho nó lên đầu các anh em mình nha, d nn, chọn lọc. Rồi đó, các anh em nên tạo một cái thư mục tổng, rồi trong cái thư mục tổng này các anh em làm hai cái mục, thư mục con giúp em. Một cái thư mục là dành cho System 32 đấy. Các anh em nghe tiếng gì không, đây là em dùng cái Spartan các anh em nha. Các anh em nên xài cái chương trình này rất là hay. Nói chung là em sẽ để lên dưới video luôn, để khi mà các anh em đang thao tác nè, nó luôn hiện các anh em nha, nó luôn hiện như thế này nè. Thành ra các anh em muốn copy này kia nó không có bị mắc, nó không có giống như những cái chương trình khác. Nó rất là hay, nói chung là các anh em nên xài ha. Rồi em giao tạm thời em giấu đi, cũng giờ cũng chưa cần đến nó. Rồi nè, rồi em tạo thư mục System 32, thư mục wow. Rồi rồi tạm thời là hai thư mục đó đi. Rồi bây giờ chúng ta lựa file này các anh em mình nha. Rồi ví dụ file đầu tiên, rồi em click chuột phải Robert T, các anh em quét quét coi chừng thiếu chữ cái đầu của người ta nha. Rồi chúng ta click chuột phải copy copy các anh em mình nha, các anh em bấm Ctrl C, nó không có nhớ cái lệnh copy nha, nhưng mà chúng ta ở ở đây bắt buộc là bấm chuột phải copy thì nó mới nhớ, còn bấm Ctrl C nó không nhớ. Rồi rồi chúng ta vô đâu, chúng ta vô cái thư mục và ở đây là cái xích xích wow 64 đó, chúng ta vô đây để chúng ta tìm. Đấy, các anh em có thể gõ ở đây tìm ha, do cái tính năng tìm kiếm của em nó lỗi rồi, thành ra là không có tìm được. Thành ra các anh em á, vô cái WinBE nào đó, tại vì em đang quay video trong cái WinBE này nó mới quay được chuẩn thôi, thành ra là em phải nhờ cái này các anh em mình nha. Rồi đây nè, hoặc là các anh em có thể nhìn ký tự ha, ký tự đầu là E nè, chữ E kế là chữ C nè. Đấy, chúng ta có thể gõ trên bàn phím nè, đó chúng ta gõ e e đó là nó tự hai chữ cái luôn đó. Thì ví dụ các anh em nhìn đây thì chúng ta thấy rồi, thấy cái file này rồi, các anh em bấm Ctrl C, ở đây bên này thì chúng ta bấm Ctrl C bình thường các anh em mình nha.
chúng ta bấm Ctrl C bình thường, rồi xong rồi chúng ta sẽ thả vô mục này, Ctrl V. Đó, các anh em thấy không? À, đó là chúng ta xong rồi đó. Còn các anh em muốn kỹ nữa thì chúng ta vô chúng ta tìm luôn cái thư mục ấy của nó luôn ha, cái thư mục cái này hình như là chưa, đợi em xíu em phóng lớn lên coi. Tổng Reverse F, à cái này là chưa chưa phải là đủ cái bản gốc. Tổng Reverse F để chạy cái bản gốc em đâu ta? Copy đây này các em mình nha, đây nè cái phần này nè đấy đó, em để qua cái ổ dung lượng lớn mà em quên rồi. Thì chúng ta tìm tiếp là cái file mui chấm mui cái này mình nha, coi nó có cái tên này hay không. Cái này mà khi dùng cái tính năng search đó thì chúng ta sẽ thấy luôn, chúng ta chỉ cần copy cái file đầu thôi là nó sẽ ra cái file file này, cái file này và cái file chấm mui. Nếu mà nó có hai file là nó hiện hai file thì các anh em á là copy lượt hai file xong rồi chúng ta để chung một cái thư mục luôn, tại vì nó đang ở trong cái thư mục sheet wow nè, thì chúng ta để chung một cái thư mục luôn nha, chung một cái thư mục luôn để chúng ta dễ dễ chuyển nó đi. Chứ các anh em mà ví dụ tạo thêm một cái nó đi, tạo thêm một cái thư mục của chúng ta để nó đi là chúng ta phải click ra click vào, nó mất thời gian các anh em mình nha. Rồi nói chung là chúng ta cái thư mục chấm môi đó là cái thư mục and and gạch ớt đây nè, thì chúng ta để chung với cái file DNN luôn, các anh em không cần thiết phải chúng ta để riêng nha. Rồi tiếp tiếp cái file tiếp theo. Rồi em ví dụ vài file thôi chứ không có ví dụ hết anh em mình nha, ví dụ hết là làm không biết tới bao giờ luôn đó. Nè ví dụ file này là add nè, đó các anh em copy ha, rồi chúng ta dán dán qua cái chỗ mà WinBE mà nó đang tìm kiếm thì nó sẽ ra. Rồi ví dụ nó đang ra đi, rồi add và bi hả, add ad adv là nằm dưới ad, người ta chữ v là nó nằm dưới cùng ad v adv. À quên lỗi các anh em nha, ở đây là nó là thư mục sql 64 này em đang tìm trong 32 thì nó sẽ không có các anh em nha. Đó thì chúng ta cũng phải tìm cho nó đúng luôn đấy, anh em thấy không, em gõ hai chữ cái lượt gõ nhanh là nó sẽ ra liền đó. Rồi ad 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 adv rst uv đây adv gì adv 3b 32 đó, đây là cái này mình nha. Đấy thì chúng ta có đó, có thải vô rồi tiếp đó các anh em tìm trong cái thư mục, nếu mà search thì nó sẽ ra, nó có trong cái thư mục n này nè là nó sẽ có, thì chúng ta ấy luôn các anh em mình nha, còn không có thì các anh em chịu khó bỏ qua hoặc là tìm tìm giùm em, còn không có thì thôi bỏ luôn nha, không có trong thư mục này thì chúng ta bỏ luôn. Rồi adv đây đây cái này mình nha, adv ra rồi đó, rồi chúng ta cứ để chung vậy cái này mình nha. Rồi em ví dụ tìm hết luôn đi, có mấy cái file, có những cái file đặc biệt này các anh em nha, đây đây những cái file chấm nls nè, file này lại các anh em chép đi luôn nha, chứ không phải là không có nha, file đó là có luôn đó. Còn mấy cái file này giống như cái file chấm db nè, mấy cái file này icon khác này chúng ta khoan hái, nhưng mà chúng ta nhớ khoan hái các anh em nha, khoan chưa, cái mấy cái file này nó không có quan trọng lắm, các anh em cứ làm sau cùng, các anh em cứ cứ làm hết mấy cái file DNN đi, mấy cái file chấm mui, mấy cái file DNN, mấy cái file NLS này, thì chúng ta test xong rồi chúng ta nhét hết tất cả những cái file này vô cái thư viện của chúng ta,
thư viện nào thì chúng ta để vô thư viện đó các anh em mình nha. Ví dụ đi, ví dụ cái thư viện hồi nãy em ấy sẵn nè, cái mấy cái em làm rồi nè, để các anh em dễ hình dung chứ có mấy cái khó thấy. Rồi đây đây nè, ví dụ này em phóng to lên nè, đó em sẽ phân loại theo tệp, các anh em click theo tệp ở đây nè. Nhưng mà các anh em chép vô nhiều á là nó sẽ lộn xộn, thành ra là chúng ta click theo tệp nè đó, để nó phân loại. Rồi chúng ta bắt đầu copy từ trên xuống dưới đây, copy nguyên cái phần này đó, chấm môi là chúng ta để riêng tại vì nó làm nằm một thư mục riêng các anh em mình nha. Rồi chúng ta bấm copy đó, rồi chúng ta copy vô cái thư mục của nào thì chúng ta đưa đúng vô thư mục đó các anh em mình nha. Ở đây là thư mục 32, rồi em sẽ đưa vô thư mục 32 đó. Đó ví dụ vậy các anh em mình nha. Rồi em ví dụ là đó là xong rồi ha, ví dụ em có qua xong rồi ha, tại vì cái này em chỉnh rồi mất công cái em sẽ chỉnh lại nữa. Rồi cái file, những cái file còn lại á, những cái file còn lại là những cái file chấm mui á ha. Rồi đây là những cái file còn lại là những file chấm mui, thì các anh em chọn đúng vô cái vị trí của cái file đó nha. Rồi rồi đấy, đây là chúng ta đưa đúng vào vị trí của những cái file mà chấm môi nè, trong cái thư mục and us nè. Rồi xong rồi, 64 thì nó cũng tương tự thôi các anh em mình nha, nó tương tự như vậy thôi, là chúng ta làm cho nó xong xong hết cái phần này là rồi đó. Đó thì khi mà chúng ta phân loại xong gì là rồi đó, đó anh em thấy không, em phân loại rất là nhiều rồi đó. Cái này em không ghi đề nha, tại em ví dụ thôi đó, vậy là rồi, ví dụ vậy là rồi ha. Rồi cái thư mục có những em có tạo thêm cái thư mục để phụ, có nghĩa là những cái file nào nó giống giống tên, ví dụ cái file này, cái file để em coi coi nè, ví dụ mấy cái file này đi, m nè, ms nè, ms nè, đó mấy cái file này nó giống giống tên mà nó dung lượng nhỏ nhỏ, cái em đưa vô thư mục riêng để khi mà cần á, nó dụ em add đủ mấy cái mà nó đang có rồi, nó yêu cầu rồi nhưng mà nó không được nữa thì em sẽ lấy những cái file mà nó trùng tên với anh em nha. Đó ví dụ những ký tự nó giống giống như nè đó, ms nè, đấy nó giống giống nè, nó liên kết nối tiếp với nhau vậy nè, thì các anh em nên lưu riêng ha, lưu riêng thêm, nhưng mà đừng có lưu chung, tại vì cái phần reset này nó không có yêu cầu, thành ra chúng ta đừng có lưu chung để chúng ta lưu riêng thôi. Rồi rồi khi rồi xong rồi các anh em đóng gói là bình thường thôi nha. Khi rồi xong rồi chúng ta dùng cái Imagate, các anh em nên nhớ dùng bảng là 2.2 để chúng ta đóng gói trở lẹ nha. Thì đóng gói thì chắc các anh em mua Rebuy hay Bui WinBE chắc cũng biết rồi nha. Cái này em giới thiệu sơ qua thôi. Rồi chúng ta chọn cái thư mục mà chúng ta đã giải nén nè. Giải nén ban đầu thì các anh em chọn Apply, chọn cái Apply xong rồi chọn cái File. Đây đây đó, chọn ví dụ đó, đó chọn cái file rồi chọn cái thư mục chứa, chọn thư mục chứa vậy là rồi cái này mình nha. Đó, ví dụ đi đó, vậy là rồi, chúng ta đừng có chọn ở đây, rồi chúng ta apply. Khi mà chúng ta có cái thư mục mà chứa những cái thành phần file của cái file .winbe .win này rồi á, thì chúng ta tiến hành chúng ta đóng gói, thì cái tên thư mục chúng ta có thể đổi lại cái này mình nha. Rồi thường là em tạo gì nè, đó em tạo gì cái em đấm chấm đó, rồi em gõ gì thôi, em bỏ cái này, nhớ tích chọn bút này, cái này là test test thử cái em nha, đừng chọn, chủ yếu là nói chung là chọn giống như em là ok. Nên chọn giống như em như vậy, cái tên thư mục cái thêm cái đuôi chấm quim thôi, rồi chúng ta bắt đầu rì, chúng ta tạo thì nó rất là lẹ, khi mà tạo xong rồi các anh em chỉnh lại tên nhanh hơn ha. Rồi vậy là xong các anh em mình ha. Cái phần này thì chia sẻ với các anh em là chúng ta có thêm cái kinh nghiệm để chúng ta lọc những cái file DNN nó chuẩn xác hơn, và với cái cách này á là chắc chắn á, là các anh em khi mà thao tác quen rồi là chúng ta lên trình gần như là gấp đôi gấp ba lần bình thường, có nghĩa là khi chúng ta biết được cái cách này rồi
chúng ta lên trình rất là nhiều với anh em mình nha. Khi các anh em thử đi rồi chúng ta sẽ thấy được cái trình của mình nó lên khác hẳn luôn đấy. Rồi thì các anh em cũng có thể dùng những cái chương trình khác để chúng ta sâu những cái file này, giống như là BSunita hoặc là những cái chương trình khác chẳng hạn. Thì các anh em có biết chương trình nào chúng ta cứ thử ha, cứ thử chúng ta test thử, tại vì em không có dịp để em thử nhiều chương trình khác nhau. Rồi thì em giới thiệu qua sơ một cái nữa là cái phần desktop nè, để chia sẻ với các anh em luôn, để các anh em biết thêm là chúng ta muốn chạy cái gì ha, chạy cái gì thì chúng ta chụp cái đó lại. Đây em ví dụ cái bảng của em á, là ban đầu là em đã add được everything everything nè và WinRAR nè, nó WinRAR là full luôn. Everything là nó chạy y như hồi hồi nãy các anh em thấy luôn, nó chạy cùng hệ thống luôn chứ không phải cần phải click vào. Đây nó chạy giống như vậy luôn các anh em mình nha. Đấy rồi thì everything á, là nó cũng hơi dễ, tại vì nó có những cái bảng bọc table mấy cái bảng sau này á, giống như cái bảng hiện tại em đang chạy là bảng 1.4 đi, là nó chạy khá là ok rồi. Nhưng mà bằng những cái bảng trước đó các anh em chọn cái phần size này nè, đấy chọn cái phần này đợi nó hơi lâu nha, đợi nó hơi lâu và có khi nó lỗi luôn mấy bảng trước á, còn mấy bảng sau này là ok nha. Rồi thì chia sẻ với các anh em á, là chúng ta tùy chọn ok hết đi, có nghĩa là chúng ta chỉ chọn cái độ dài nè, độ rộng nè ha, rồi những cái vị trí ví dụ là chúng ta đổi qua đổi lại đó đó, đổi tới đổi lui gì đó tùy các anh em nha. Đó rồi xong khi chúng ta chọn xong hết đi, ô thấy thấy vừa mắt các anh em rồi thì chúng ta đóng nó đi, chúng ta tắt nó đi các anh em nha, tắt vậy thôi chứ đừng có đóng cái này. Rồi bắt đầu chúng ta lấy cái thành phần file của nó nằm trong này nè, có nghĩa là nó có lưu thiết lập của nó đó, nó có lưu thiết lập của nó trong cái phần default và app data Rodmin phải không, hay nằm trên local. Rồi nó nằm phần trên cái mình nha, trên admin nè, admin station nè, app data nè, rồi Rodmin nè, đấy đây trong này nè các anh em mình nha. Đây nó thành cái file chính, nó là file này các anh em nha. Đấy là những cái cấu tạo cấu hình của các anh em á, làm á, thiết lập á, là nó nằm gọn trong đây hết. Thành ra là khi các anh em muốn đóng gói mà cho nó hiển thị ok giống như vậy luôn, mở lên là nó giống như vậy luôn, thì các anh em lưu lại cái phần này và đúng cái đường dẫn thư mục này. Trên WinBE của các anh em thì tùy vào cái đường dẫn khác nhau nha, tại vì cái phần cái tên này nè, administrator này nè, mỗi cái WinBE là cái tên khác nhau thì nó sẽ hiển thị cái tên khác chứ không phải là lúc nào nó cũng là cái tên này các anh em mình nha. Nhưng mà các anh em có thể đổi chính xác là bằng cách là chúng ta gõ phần trăm app data phần trăm đó, các anh em nên nhớ cái mã này ha, phần trăm app data phần trăm đó, chúng ta enter đó, các anh em thấy không, là nó sẽ ra đúng cái thư mục Rodmin luôn nè. Đó thì các anh em có thể đóng gói bằng WinRAR, em ví dụ đi em đóng gói bằng WinRAR cho lẹ, em đây em đóng nè, rồi em đóng gói này bằng WinRAR nha. Rồi đó nén tốt nè, nén đặc nè, rồi tùy chọn nè, đấy đó thì cho nó vô đây thôi, chủ yếu là cho nó giải nén vô thôi, không có cho nó chạy cái gì hết anh em mình nha. Nhưng mà nên ghi đề tất cả, ghi đề tất cả tới tập tin, rồi mấy cái này khỏi chọn gì luôn. Rồi chúng ta về đóng gói rồi xong rồi, bây giờ em sẽ xóa cái này nè, rồi em click chạy cái này nè. Các anh em thấy sẽ tạo ra cái mục, thôi em để ngoài đi, để ngoài cho các anh em thấy sự thay đổi đó. Các anh em thấy không, nó hiện nè, có nghĩa là chúng ta đã đúng cái đường dẫn. Thì các anh em có thể lấy cái code của cái WinBE cho load cái file SE này, chúng ta để đâu thì chúng ta load cái file này ở đó, là nó sẽ đẩy vô đúng vị trí này. Thì các anh em mình nha, nó cũng khá đơn giản ha. Còn các anh em mà muốn dùng 7 zip, 7 zip thì cũng được, chia sẻ với anh em là xài 7 zip luôn nha. Thì 7 zip thì cũng dễ thôi, có mấy cái thôi. Thì 7 zip thì nó đòi hỏi chúng ta là như thế nào? 7 zip nó đòi hỏi các anh em á, là chúng ta đóng gói bằng 7Z nha, cái định dạng 7Z nó mới nhận dạng được, và chúng ta nên chọn cái dòng cuối cùng 7Z, đây 7Z và cái dòng cuối cùng. Các anh em đừng có đây đây, em xóa luôn cho đầu đi, tại nãy em chỉnh mà em chỉnh thiếu nha.
Đây, cái bảng này bảng em bui lâu rồi, thành ra chưa có dịp em chỉnh chỉnh chính thức lại nè. Cái này muốn cho nó đổi thành tiếng Anh á, chúng ta xóa cái mục này đi rồi xong rồi. Vậy là rồi đó, rồi nè em đóng gói lại nè. Đấy, cái này em thấy không? Đó, rồi rồi chỉ cần nhiêu đó thôi, là Ultra. Các anh em nhớ Ultra nha, Ultra 7Z. Rồi ok, rồi xong chúng ta lấy cái file này ra desktop đi, thao tác nó lẹ ha. Rồi rồi chúng ta thì chọn nè, ở đây ghi đề, nên ghi đề tất cả nè, nên ghi đề tất cả nè. Rồi ở đây là ẩn tất cả nè, rồi không chạy gì hết, không xóa gì luôn, không tạo shortcut, không gì hết luôn. Nhưng mà ở đây là phải chọn hai bắt buộc, cái này là chăm chăm là bắt buộc phải chọn hai tùy chọn này. Rồi thông tin gì đó, à, 123 123 123, nó chủ yếu là ba cái đó thôi các anh em nha, còn mấy cái kia là không quan trọng đâu. À quên nữa, còn phải tùy chọn cái này thì nó mới lưu được ba cái này, có nghĩa là đổi thông tin phiên bản thì ba cái dòng này nó mới nhớ các anh em nha, các anh em không chọn đây là nó không có nhớ nha. Rồi rồi ở dòng này chúng ta chọn cái file chúng ta đóng gói nè, dòng hai này chúng ta bỏ nè, dòng này là chúng ta lưu file nè, lưu file lưu file lưu file, phóng lớn lên nè, đây lưu file everything nè, ghi đè tên nè. Rồi các anh em không chọn cái icon á, các anh em không chọn cái icon thì nó mặc định nó sẽ lưu cái icon 7Z SFX, nó giống giống nè, nó hơi giống mình, giống cái biểu tượng này nhưng mà nó bự hơn. Thì chúng ta nên tiết kiệm dung lượng thì chúng ta nên để mặc định luôn, còn nếu chúng ta muốn đổi cái icon nào thì chúng ta cứ chọn cái anh em mình nha. Ví dụ cái icon này hồi nãy lớn quá em chưa có design là nhỏ nè, thành ra nó sẽ rất là to. Rồi em ví dụ đi đó, ví dụ đây đi, rồi em sẽ tạo nè, tạo nó nằm đây cái anh em mình nha. Quên, các anh em muốn cho nó hiển thị đúng đúng cái icon mới tạo chúng ta nên xóa cái file cũ đi, tại vì thường cái file cũ với cái file mới mà chúng ta không chuyển cái vị trí và không xóa một trong hai file mà để tên giống nhau là nó sẽ lấy cái icon cũ luôn, nó bị lỗi lại, kể cả Windows hay Windows gì cũng bị giống vậy anh em nha. Rồi đó vẫn bị nè đó, nhưng mà cái anh em chuyển nó đi, chuyển nó đi là nó sẽ mắc cái biểu tượng đó nha, chuyển qua chỗ khác đi. Cái này nó hơi rắc rối các anh em thao tác nó, các anh em thấy không, chuyển nó đi là nó đã thay đổi nè. Các anh em thao tác vài lần là sẽ biết cái nguyên nhân, à nó giống như là nó bị trùng tên thì nó bị vậy đó, nó đưa ra nó vẫn vậy các anh em nha. À, cái đó không sao các anh em mình nha, miễn sao là chúng ta chọn đúng thôi, chọn đúng là ok đó. Khi mà các anh em khởi động lại máy á, hoặc các anh em fix lại á, là nó sẽ bình thường nha. Fix là như thế nào, rồi em chia sẻ một link của em mới mới tạo đây. Đây là những cái shop em tích hợp kèm một click nè. Đây là những cái shop cũng kèm luôn, nhưng mà em đã giới thiệu cho các anh em sơ qua để chúng ta biết là cái nào cần để chúng ta sử dụng để làm cái WinBE. Chưa để em copy riêng đi để mất công cái em click một click cái nó mắc cái anh em mình nha, nó xóa. Nó vô cho ta. Rồi vô rồi. Rồi em click ở đây là xóa nè, đó các anh em thấy không, là em chừa những cái mà em cần thôi, chừa những cái mà em cần của một click thôi. Nên em fix fix lại nè, đó rồi em xóa nè. Đó thì các anh em có thể nghiên cứu cái code này, đây trong mấy cái này nó có code hết nè, thành ra các anh em có thể nhìn là biết rồi ha, cũng không quá khó đâu, chỉ chúng ta chỉ mất thời gian chúng ta add từng cái link thôi là rồi. À rồi chúng ta đi tiếp, đi tiếp cái phần get sort phải không, get sort rồi ha, nó xóa rồi đó. Rồi bây giờ chưa chưa để em coi xóa hết luôn cho rồi đi. Mấy cái này em cũng tạo rồi, rồi em xóa hết nha, xóa hết màn hình nè, chừa cái mục này lại nè, chừa cái thùng rác, rồi cho nó trống để nhìn đỡ rối mắt anh em mình nha. Có không, mấy cái này nó không cho xóa hả ta. Rồi rồi xong, em bung cái kia ra lại đấy.
đấy. Đó, rồi những cái em cần đây rồi. Rồi chúng ta tiếp tiếp cái phần resort á anh em mình nha. Resort là chúng ta chụp chụp cái tiến trình rồi. Resort bên shop rồi. Rồi bên ví dụ nha, ví dụ các anh em muốn add add cái Z này đi ha. 7Z này khó, dễ quá. Để em lấy cái nào nó hơi khó khó xíu. Ví dụ cái nào có file cài đặt ta, cái nào nó có file cài đặt, setup cái nào có file cài đặt đây. À nhớ rồi, em mới tải một đống mấy cái file đây đây đấy, mấy cái file này hấp dẫn đây, mấy cái file đây một đống luôn, tải cho một nồi luôn, làm một ngày luôn. Tải cái này mấy cái này không à. Rồi ví dụ cái nào đây. Intel. Ví dụ cái này đi, cái này file setup này cái này mình nha. Rồi. Rồi trước khi mà set, trước khi mà các em chụp lại mấy cái khóa của nó là các em phải quét cái này trước nha. Google Git, chúng ta chọn ô số 1 nè, có nghĩa là cái mới đầu mới tin luôn nha, là chúng ta chưa chạy gì hết nha. Đó, rồi chúng ta bắt đầu bấm một, rồi click ở đây cho nó quét hết tất cả các khóa mà đang có trên cái WinBE cũng như là cái window của các anh em. Rồi khi mà nó quét xong rồi, chúng ta tiến hành chúng ta click cái file setup, click cái file setup, rồi chúng ta thiết lập như bình thường các anh em mình nha. Các anh em có thể đổi đường dẫn nha. Đó, chúng ta có thể đổi đường dẫn khác cũng được. Đó, ví dụ chúng ta đổi đường dẫn này đi. Rồi đó, rồi chúng ta bấm next. Rồi, chúng ta tạo shortcut luôn nè. Đấy. Rồi, cho nó tạo xong đi. Cái này nó cài thư viện này nó không biết được không ta. Ồ được luôn hả. Rồi rồi chúng ta mở lên luôn cái này mình nha, báo lỗi là thiếu file rồi, cái này nó thiếu thư viện rồi các anh em ơi. Rồi để em giờ em bỏ đi, lia đi nha, tìm tìm một cái shop nào khác mà nó không bắt ép thư viện đi. Cái shop nào nhỏ nhỏ như này mình nha, tại ở đây em win xài là WinBE giống như Windows. Windows là em làm cái rẹt là rồi cái này mình nha. WinBE thành ra là nó hơi hơi bị cái lấn cấn cái khoảng thư viện nó thiếu. Có file nào ấy nữa không? Cái này setup nhập đây. Đây cái này mình nha. File này dung lượng nhỏ, hy vọng là được. Đừng có đòi thư viện nữa nghe không. Rồi bây giờ em quét nè. Đấy. Em quét lại nè. Rồi. Rồi xong, rồi bắt đầu em click setup nè. Ôi, setup.mxi à. Rồi để coi nó cài gì, không biết cài được không nữa, mxi. Rồi, ok, chạy coi lỗi không. Hy vọng không lỗi. Ồ, ok, vậy là được cái này mình nha. Đấy. Rồi, bây giờ khi mà nó chạy xong rồi, các anh em nên chụp đi, chụp lại nha. Nó chạy được rồi là chúng ta chụp lại rồi chúng ta tính tiếp. Đó, là chúng ta nhớ mới vừa nhớ những cái mà nó đang cài, nó đã cài xong rồi. Chúng ta bấm ok. Ok luôn các anh em mình nha. Ở phần này nó sẽ hiển thị cho các anh em xem, nhưng mà không cần xem, chúng ta vô cái ổ X hoặc là ổ C của Windows là chúng ta thấy cái thứ mục 2 heo 2 gì nè. Đó, chúng ta vào đây chúng ta sẽ thấy cái file của nó nha. Đây, cái file đầu tiên là cái file redo của anh em mình nha. Redo, re là nó là tạo đó, nó viết tắt đó. Đó,
rồi chúng ta bỏ bỏ mấy cái phần này đi. Đó là phần còn lại là ở dưới là mấy cái khóa mà nó ghi cái này mình nha, đó là chúng ta đã chụp được những cái khóa mà nó đã add vào vô cái win winbe của chúng ta đấy. Đó thì chúng ta xóa cái phần này đi cái này mình nha, đấy xóa phần này đi rồi chúng ta sẽ lưu lại thôi. Đó chúng ta lưu lại, lưu để biết chính xác thì các anh em nên lưu theo cái tên phần mềm để chúng ta biết nó là cái phần nào ha, để chúng ta không có bị nhầm giữa cái này với cái kia. Đó rồi các anh em nhớ lưu là đổi là thành chữ get nha. Đó chúng ta đổi là thành cái chữ get mới được để chúng ta add vô cái WinBE. Đó khi mà chạy code là chúng ta không có khoảng cách luôn nè. Đó rồi đó các anh em nhìn nhìn cái bên em nè, các anh em sẽ thấy nè mét rất là nhiều. Rồi các anh em tìm theo tệp là nó ra một nùi nè, đó thấy chưa, rồi không chạy đâu nữa rồi. Đây đó đây nè, đây là mấy cái chương trình em mét nè, Winrush nè, em mét nè. Đó là mấy cái này là em tự ghép nè. Đó đó thì các anh em cho code nó dẫn thôi, thường là chúng ta dùng cái b bcmd.ini thường nha, thường thì cái người sáng tạo họ có thể đổi tên khác. Đây để dòng code là em load nè. Nè đó là dòng code em load nè, chấm phẩy này là em để hờ là có nghĩa là em không có cho chạy nha, chấm phẩy là em không cho chạy đó. Còn code này mới thực sự là nó load nè, còn cái code chấm phẩy ngoài trước á nó không có chạy cái này mình nha. Đó thì chỉ cần chúng ta đúng add đúng cái này thôi là nó sẽ load được cái file với cái tên này trong thư mục system. System cái này mình nha, system 32. System 32 anh em mình nha. System 32 thì nó không có yêu cầu chúng ta phải add cái đường dẫn, còn các anh em muốn muốn cho nó cái đường dẫn nào đó thì chúng ta phải đặt cái đường dẫn dưới đó. Ví dụ các anh em muốn cho nó add cho cái đường dẫn này thì chúng ta phải đưa như vậy và xuyệt nó một cái đấy vậy các anh em nha, trong cái đường dẫn RAM file hoặc cái đường dẫn nào đó thì các anh em cứ cứ đưa vô rồi chúng ta xuyệt nó một cái. Rồi tương tự như vậy thôi, nói chung là các anh em phải thực hành thì chúng ta mới có thêm cái kinh nghiệm để chúng ta làm các anh em nha. Rồi xong cái phần đó rồi, chưa chưa đâu các anh em nha, chưa chắc là nó đã chạy ổn nha. Đối với những cái shop mà nó khó chịu á, hoặc là những cái shop mà nó cứng đầu á, là không phải là chúng ta add gì là xong đâu. Bây giờ chúng ta thử tiếp nè, thì cái phần này chúng ta clear đi rồi chúng ta là tạo mới nè. Rồi các anh em tạo mới luôn nha, tạo mới luôn bây giờ luôn nha, đấy tạo mới luôn nè. Đấy tại sao các anh em biết không, tại vì khi mà em làm em add cái WinRAR á, em add WinRAR vô, add WinRAR và everything vô rồi em mới phát hiện được cái điều này đấy, là không phải là các anh em cái cài xong là rồi đó, không phải mình nha. Cái khi mà chúng ta chạy đi là nó ra cái code khác nữa và nó sẽ hoạt động khác đó. À, khi đó em chạy rồi ha, chạy tiến trình một là em chạy rồi nè. À, đó rồi bắt đầu nè, em ví dụ em thao tác vài cái. Các anh em ví dụ muốn nhớ cái thì chọn nào, muốn nhớ thì chọn nào để lần sau mà khi chúng ta cài add vô rồi, add cái file get vô rồi á, là nó sẽ nhớ luôn cái thì chọn đó. Em ví dụ ha, ví dụ thôi chứ không có làm thiệt. Override with format này nó hỏi yes no nữa không ta, thử rồi đó. À, yes no nữa nè đấy đó đó, cái này là nó thì chọn, thành ra là khi các anh em thao tác á, khi các anh em thao tác mà chọn luôn á là nó sẽ nhớ thêm những cái file get mới nữa. Rồi ví dụ em tắt đi, em tắt rồi em chạy lại nè, đó em tắt em chạy lại nè ha, đó em tắt em chạy lại. Rồi em ví dụ em thì chọn cái này đi, xong rồi em tắt rồi mở lại nè. Rồi bắt đầu em lưu cái này lại, rồi bắt đầu em chụp nha. Nó nãy giờ các anh em thấy không, em thao tác mấy cái em chụp coi nó có nhớ được gì không nha, cũng có khả năng nó không nhớ được tại vì mình không có thay đổi nhiều đó. Đó nó không có nhớ nhớ nhiều cái này mình nha. Đó nhưng mà những cái mà các anh em chọn luôn chúng ta ok luôn á là chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Nè ví dụ đi, ví dụ cái khác đi, tới đây tại vì format nó mắc dữ liệu cái bi mình ra là
không có làm được. Rồi ví dụ cái khác đi ha. Ví dụ cái khác là cái nào đây ta, cái nào cho nó thiết thực đây. À, ví dụ cái Red Hacker này đi, sẵn giới thiệu luôn các anh em là chúng ta trích xuất một cái file icon này, trích xuất cái file icon của cái Spartan này đi ha. Spartan em lấy cái file SE, Spartan nó nằm trong cái mục đây đó, rồi em kéo thả vô nè đấy, ý quên chưa chụp. Để chụp cái anh em mình nha, chụp cái đi rồi mình là hả thao tác đó, đâu có tiêu luôn rồi. Đây chụp nha, rồi em chụp chụp rồi mới tiến hành thao tác nha, rồi cho nó quét hết đi, rồi xong rồi bắt đầu em tiến hành thao tác nè. Đó, thao tác là mở cái file lên liền, chứ các anh em không có thì chọn vô đường dẫn này đường dẫn kia nha, có nghĩa là chúng ta mở thao tác liền luôn, chúng ta không không có chọn nhiều đường dẫn khác nhau để nó rối cho anh em mình nha. Rồi đó em ví dụ đó là chúng ta sâu này coi có thường có mấy chữ icon đó, là chúng ta sẽ thấy được cái icon này, chúng ta bắt đầu nhấp chuột phải nè, sale chấm icon nè đó, chúng ta chọn ngoài desktop đó, nó sale đó, cho nên thấy không, nó sale được một file nè, chúng ta mở lên thử rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta lưu lại cái tiến trình nha, lưu lại cái hai nè, lưu nè là nó bảo đảm với các anh em là nãy giờ chúng ta thao tác là nó sẽ có nhớ đó. Đó các anh em thấy không? Đấy. Rồi, chúng ta vô cái phần OX Health. Đây. Cái mới là cái thứ hai, cái thứ ba. Chúng ta muốn biết thì chúng ta bấm Dash Re ở đây nè. Anh em sẽ thấy cái thay đổi mới nhất nha, cho nó dễ. Đỡ mất công ta rối. Đây, đây là cái mới mà nó thay đổi nè các anh em mình nha. Nó có chụp và nó ghi ngày giờ luôn nè. Đó. Đó, đây là cái mới thay đổi mà em mới làm đây, mới thao tác đây. Đó, các anh em thấy không? Thì khi một cái shop á, các anh em muốn cho nó chạy giống như chạy ẩn, chạy nền này kia đó, hoặc là chúng ta tiến hành tùy chọn những cái nào mà chúng ta muốn để cho mặc định mà vô VBA để nó chọn luôn cái mặc định tùy chọn đó, thì chúng ta cứ thao tác như vậy rồi chúng ta chụp lại. Nhiều khi các anh em thao tác đúng luôn, đúng như vậy luôn mà chụp lại nó lại khi mà chúng ta đóng gói lại nó không thực hiện đúng cái tiến trình đó, nó ngộ vậy đó. Nhưng mà chúng ta làm tới làm lui, có nghĩa là khi chúng ta chịu nghiên cứu rồi, các anh em cứ thao tác tới thao tác lui chụp nhiều cách khác nhau, rồi các anh em sẽ thấy sự thay đổi và chúng ta sẽ có được cái hình dung về cái cách làm này, rồi chúng ta sẽ biết được cái hướng của nó, sau này các anh em làm nó sẽ dễ hơn ha. Em chỉ chia sẻ chung chung vậy thôi, chứ làm phân tích kỹ thì nhiều nhiều khi nó không có như ý. Khi mà chúng ta cần làm thì chúng ta làm nó dễ, có cái hướng chúng ta giống như là cái ý chí chúng ta muốn làm, chúng ta sẽ làm quyết tâm nó dễ hơn các anh em nha. Rồi rồi chia sẻ với các anh em cái phần Get Workshop. Get Workshop này á, để em uống miếng nước à. Get Workshop này á thì chúng ta tùy chọn rất là nhiều. Đây, em ví dụ đi, những cái mà hiện tại em đang bị lỗi lỗi phông nè. Ví dụ cái nào cho nó dễ, tiếng Tàu. À, tiếng Tàu hả? Rồi, em gõ đi, chuyển ngữ. Chuyển ngữ. Đây. Chuyển ngữ, đây. Đấy, em ví dụ đi ha, em ví dụ đi để các anh em thấy rõ nè. Em tìm một chữ rồi, đây, tìm một chữ này. Rồi, em bấm hình tròn F, hình tròn V, rồi, phim. Rồi, chúng ta tìm, đây, tìm ra mấy kết quả như sau các anh em mình nha. Thì cái kết quả này chúng ta thay đổi được cái gì thì tùy vào cái mà chúng ta muốn đổi các anh em mình nha. Cái nào mà nó liên quan trực tiếp với những cái mà chúng ta thấy hiển thị trước mắt á, thì chúng ta sẽ đổi nó ngay lập tức. Còn những cái giống như là nó phải ép sâu phía trong á, bên trong á, thì cái đó thì nó hơi khó anh em ha. Tại vì những cái thư viện á, những cái file
có những cái file gốc của China em chưa có đổi, như giống như mấy cái file chấm môi á, mấy file đó là cái gốc là của Trung Quốc luôn, thành ra em chưa có đổi, thành ra mà chỉnh như thế này là chỉnh giống như là một kim đáy bể anh em mình nha. Em chỉ ví dụ vài cái cho dễ thấy ha, ví dụ cái nào cho dễ thấy đây, cái phần này chuyển siêu khó rồi em chưa chuyển được nè, nhưng mà em đã biết cái hướng chuyển rồi, em không có chuyển cách này nữa, cách này là cách thủ công những cái còn sót tàn dư thôi, chứ thực chất là em sẽ không chuyển theo cách này nữa các anh em mình nha. Cách này là chỉ là thủ công, mà khi mà em chuyển cái cách kia hoàn thiện rồi mà nó còn sót thì em mới chuyển qua bằng cách này. Nói chung là em sẽ áp dụng trên cái Win 10 slide của em luôn ha. Rồi từ này không có rồi, các anh em có thể tìm giống giống em nè, đó giống như ví dụ Win Trung Quốc hoặc là Win Nga ha, thì chúng ta tìm vài từ đó chúng ta thay đổi nó coi coi như thế nào. Cái phần này Windows mà không biết nó thay đổi cái gì luôn á, thì chúng ta ở đây đã dẫn đổi được cái này mình nha, đó dẫn đổi được rồi. Em coi coi cái dung lượng của cái bên em còn coi còn còn nhiều không, coi bao nhiêu mera mà ta. Thường các anh em coi cái dung lượng RAM đây, đây ví dụ bản của em nó chạy hơi hơi bị nặng nha, mà được cái nó chạy rất là nhiều chương trình nên em cũng cũng hay dùng. Đây là 5 GB trên 5 GB trên 8 thì còn khoảng 2 GB mấy cũng ok. Rồi bắt đầu em tiến trình em cài cốc cốc cho em nó, cốc cốc thì nó mắc cũng khoảng 500 MB nhưng mà em sẽ xóa bớt. Rồi em cài trực tiếp cốc cốc online luôn cái này mình nha. Rất là ít ít bản WinBE mà cài được trực tiếp cốc cốc online như thế này, ít thôi chứ không phải không có cái này mình nha. Hệ thường á, là giống như bản AnandDV nè, các bản của các bạn Nguyễn Vương mới sau này nè, rồi các bạn giống như bản của anh Khánh nè, bản của anh Thắng nè, đó mấy cái bạn đó là chúng ta có thể là cài được ROM cái này mình nha. Cài không được, nếu mà các anh em cài không được trực tiếp á, thì chúng ta cài bằng cái cách là chúng ta lấy cái file offline của nó, là video trước mình chia sẻ rồi ha, chúng ta lấy cái file offline đó, giống với cái bộ offline này nè, lấy cái file offline này nè, đấy thì các anh em có thể gõ chữ ROM á, là chúng ta search đó, ví dụ chúng ta đỏ em mới cài cốc cốc đi, em gõ cốc cốc chắc nó không ra đâu, tại vì trong cái ổ cái hàng everything này nó hơi dở, cái nó không có tìm vô ổ ít chuẩn đây nè. Đó ví dụ các anh em gõ Chrome thì nó cũng sẽ ra những cái file giống giống gì, cái icon nó như vậy nè, thì chúng ta lấy chúng ta lưu ha, lưu để chúng ta cài offline đấy. À, đây là cái anh em mình nha, thì khi các anh em nâng cấp hoặc là cập nhật hoặc là cài trực tiếp bằng cái công cụ cài trực tuyến á, thì nó sẽ mới có cái file đó nha. Rồi khi cài xong á, các anh em lợi dụng cái icon của nó nè, các anh em vô cái thư mục này nè, thư mục cái phiên bản nó vô một cái thon nè, chúng ta xóa cái file này đi, nó 200 mấy MB là rồi. Từ đây các anh em cũng có thể đóng gói nguyên cái bộ này nha, đây đóng gói nguyên cái file này đó, đóng gói lại, thì trước khi đóng gói thì chúng ta xóa thêm nữa chứ không phải là để đó nhiêu đó cái anh em mình nha, nó nặng nha, xóa để coi. Em coi download cái gì đâu mình nặng cái gì. Đây này các anh em nha, đấy cái bản gốc cốc đó nè, đây để em lưu lại cái file này luôn để dành cài luôn nè, đó lưu rồi. Thường mấy cái file nén này nó nén cực nhỏ rồi, thành ra các anh em không cần phải nén cao luôn, nén nén trung bình, nén vừa, nén nhanh cũng được, là nó cũng nó lệch không có nhiều kilobyte đâu, không không có lệch tới hàng mê 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 byte đâu các anh em mình nha, thành ra chúng ta đừng có nén cao quá cái bung ra nó mất thời gian các anh em nha, nén nó lâu mà bung ra cũng lâu. Rồi rồi xong rồi em xóa cái này đi ha, để tiết kiệm dung lượng WinBE cũng như trên Windows của chúng ta, các anh em có thể xóa đi cũng không sao đâu. Ở đây nữa nè, hồi nãy biết bản mới hay bản cũ gì nữa.
Rồi để em coi nha. Rồi xong. Rồi 300 mấy mê này là các anh em có thể đóng gói được rồi nha. Mà cũng chưa đâu, nó hơi nặng. Sao 300 mấy mê chứ. À trong cái thư mục này nè, ấy chia sẻ với các anh em làm bota luôn, một video mà tổng hợp luôn các anh em mình nha. Đây các anh em muốn làm bảng bọc thay bồ tự chạy á thì sau khi xóa trong này xong, các anh em xóa cái này luôn cũng được. Các anh em tập xóa từ từ là chúng ta sẽ biết được cái nào cần xóa và cái nào không cần xóa. Ở phần này các anh em xóa hết luôn cũng được nha, xóa hết luôn cũng được, nhưng mà có điều là chúng ta không nhớ được cái gì thôi. Ví dụ chúng ta muốn nhớ lại đây là ví dụ đi, ví dụ em mới nhớ đây nha, nhớ Ctrl D đó, nhớ cái này đi. Đây nhớ nhớ đó, nhớ mấy cái tab này kia anh em nha đó, nhớ mấy cái tab thì các anh em muốn lưu lại mấy cái này á, là chúng ta phải chừa lại những nè, ví dụ em đang lưu nè đó đó. Rồi em thoát ra nha, lưu xong rồi các anh em nhớ thoát ra. Rồi rồi view data nè, rồi các anh em xóa xóa tới đây đó, xóa tới đây các anh em mình nha. Ở đây coi bao nhiêu mê, ba mấy mê nè đó. Rồi cái view data này các anh em vô đây xóa, xóa tới đây luôn. Đây bao nhiêu mê, tám mấy mê nè đó, các anh em thấy không, nó nhiều lắm. Rồi các anh em còn lại là chừa nhiêu đây là chắc cú nha đó. Như cái hiện tại, như cái hiện tại em đang chừa cái view data mà các anh em chừa bao nhiêu đây, hai mươi mấy là ok, thành công nha. Đó là chúng ta có thể đóng gói là như thế này. Rồi có bao nhiêu mê đó, 200 mấy mê là đóng gói chuẩn rồi. Đấy, em ví dụ đóng gói luôn nè, đóng gói để rảnh em làm bản mới gốc cốc bota luôn nè. Đấy thì khi mà đóng gói để mà tạo thành cái bảng tự chạy á, thì chúng ta nên đóng gói nén cao anh em nha. Còn cái file mà nó cài đặt mình nó đã đóng gói sẵn cho mình leak cái nó tự bung ra luôn, cái bản offline của nó đóng gói á, thì các anh em không cần phải nén cao đâu, nén vừa thôi. Rồi cái này nó hơi lâu, đợi xíu anh em nha. Rồi sau cái bảng cốc cốc, em đang chia sẻ cái này. Cái này chia sẻ xong rồi. Cái này xong rồi. Em chơi show chưa? Cái này rồi. Rồi. Vậy là em còn hai cái phần này đi nữa là xong anh em nha, xong kết thúc video. CPU nó đang lên map, nó đang kêu 6 GB trên 7 GB chính. Nó đang đóng gói 7 zip, nó lên 50 mấy% rồi nên. Rồi. Xong rồi. Rồi xong rồi các anh em nha, xong rồi chúng ta lấy cái file đó để chúng ta dùng 7 zip SFX, 7 zip builder chúng ta ấy thôi. Các anh em thấy không, nó lệch so với cái bản gốc á, là cái bản gốc nãy là 88 nè, ở dưới đây nè 88 mươi mấy là nó lệch gần như nhau luôn đó, lệch gần như nhau luôn các anh em mình nha. Hồi nãy em lưu cái kia nó nằm bên nào ta, à đây nè, em nén lại nó còn nhẹ hơn xíu nè. Nhẹ là do những cái thành phần phụ các anh em nha, những cái thành phần phụ á. Rồi cốc cốc về máy này, về 88 V88. Rồi, ok.
rồi để đó đi rảnh em tạo bô tai chơi. Rồi cái phần phần nãy à phần nãy rồi rồi bây giờ em sẽ xóa hết nè. À, đâu rồi, hai em vô cốc cốc này đi cho lẹ các em nha. Đây đó, chúng ta vô đây đi cho lẹ. Bây giờ mở lên cho cái em xem nha. Nè đó, ở đây nè, trình duyệt web nó vẫn còn nhớ nè, đó là do em vẫn còn lưu hồi nãy nè ha. Rồi bây giờ em xóa đi, xóa đi nè, đó xóa đi rồi đóng trình duyệt web lại nè. Rồi vô cái nó, anh em thấy không, khi mà mở cái trình duyệt web, trình duyệt web lên là nó tạo ra một nùi luôn. Rồi em xóa cái này đi nè. Rồi em lấy cái file nén nãy á, lấy file nén nãy á, rồi em sẽ bung ra cái phần đó thôi. Đó em bung ra cái phần cái phần update này thôi. Rồi nhiều quá rối luôn đấy. Đó update này các em mình nha. Rồi bây giờ đó coi ra đúng chưa, đúng rồi, em chỉ cần ghi đè cái thằng update này lên thôi. Update này vô rồi đây, rau ấy, rau chứ lộn, rau các anh em mình nha. Đây đây rau Yurata nè, đó đây nè. Rồi bây giờ em mở trên gì cốc cốc lại nè, mở ra nè, đấy các anh em thấy không, nó vẫn còn lưu nè, thấy chưa đó. Rồi vậy là ok ha, nó là mô tả Chrome, Chrome gì nó cũng tương tự, Sandrail nó cũng tương tự các anh em mình nha. Rồi rồi cái này em ví dụ đi, em ví dụ cái nào. Rồi một click, rồi em ví dụ làm cái phần này nè. No. Một click B. Rồi, em lấy một click nè. Đấy, các anh em thấy nè. Chụp phải nè, sẽ thấy khác nè. Đó, rồi em đóng hết đi cho nó đỡ rối đi, rồi mở cái mới để nhiều quá. Rồi em vô cái file ấy nha. Đây cái file, mấy cái file chấm mini nè, em chuột phải nè. Các anh em thấy không? Ở đây nó có dòng mới là fit BSMD chấm đó, fit, cái này em tạo nè. Đó bây giờ em đổi tên nó ha. Đổi tên nó thì code nó là nằm trong cái file này. Không phải cái file menu list. Đây. Fit BECMD. Để nó nằm dưới như vậy rồi. À, quên, gõ tìm cho lẹ các anh em mình nha. Chúng ta bấm Ctrl F, bấm BECMD Enter. Đấy, rồi kéo qua cho nó quét nè. Đó. Rồi, chúng ta bấm tiếp nè, đó. Đây fit BCMD đấy. Giờ muốn đổi cái tên này khác nha mình nha. Đó cái này là em đã hết rồi ha, đó cái bộ code của nó nè. Rồi em sẽ đổi nó cái tên khác này, các anh em thấy nè. Đây đó em đổi cái tên khác nha. Rồi em tìm trong đây, vô cái hàng này chúng ta bấm hình đo nét nha, hoặc chúng ta bấm search ở đây, phim ở đây nè. Rồi dán cái tên ra tìm, nó thấy một kết quả cái này mình nha. Đây thấy một kết quả nè, đấy một kết quả duy nhất nè. Rồi chúng ta chỉnh lại cái tên nha. Đây click đôi vô, cái em click đôi đây là nó hiện lên đây, rồi chúng ta click đôi trên này đó. Rồi chỉnh cái tên nè, tên khác nè. Rồi ok, ra ngoài là nó sẽ hiển thị cái tên khác cái này mình nha.
ra ngoài, nhưng mà vô cái phần nó hỗ trợ là nó cho xem mấy cái file chấm ini nè. Đó, các anh em thấy không, nó ra tên khác nè, nó tương tự như vậy. Các anh em có thể làm những cái khác tương tự, giống như là đổi tên của cái notepad này, đổi cái này chẳng hạn ha, hoặc là đổi những cái nào mà tiếng Trung, tiếng Tàu, tiếng Nga gì đó, các anh em đổi cũng tương tự như vậy nha. Rồi, và em phát hiện thêm một điều á, là cái code á, ví dụ cái bảng á, cái anh em để ý cái Win 10B của em á, là cái bảng này nè, cái chiều ngang của cái bảng này nó hơi bị dài, nó rộng rất là bự nha. Tại sao các anh em biết tại sao không? Tại cái bằng tên này nè, lúc trước em không biết, em không để ý á, em đặt cái tên nó dài quá, thành ra là nó phải kéo nguyên cái khung này nó rộng ra để nó hiển thị cho đúng với cái tên đó. Đó, khi mà các anh em mà đặt cái tên này ngắn ngắn thôi thì nó sẽ cái bảng này nó sẽ nhỏ lại các anh em mình nha. Đó, thành ra các anh em lưu ý phần này cũng rất là hay ha. Rồi, rồi tiếp tiếp gì đây ta? Rồi để em coi. À, cái phần này thì nó có thêm cái phần. Rồi em ví dụ chia sẻ trong cái bảng Win Me này luôn đi, để các anh em dễ hình dung nha. Đó, thì chúng ta muốn chỉnh những cái đặc biệt hơn á, chỉnh những cái đặc biệt hơn thì các anh em vô cái phần System 32 nè, vô cái phần Config này nè. Đấy, chúng ta chỉnh những cái file, ví dụ cái file System, một cái file Software, driver, default, đó mấy cái file này chúng ta thường chỉnh nè, đó chỉnh ngôn ngữ, chuyển ngữ cũng trong đây luôn các anh em mình nha, chuyển ngữ cũng trong này luôn. Em ví dụ cái mục system đi ha, rồi em copy ra ngoài, các anh em không có chỉnh như trong WinRAR được nha, chúng ta copy ra ngoài nha, copy ra ngoài rồi chúng ta add cho nó vô WinRAR được. Rồi chúng ta chỉnh ra ngoài nè, nhưng mà chúng ta đặt cái tên khác đi, tại vì đặt cái tên giống á, thì mở lên là nó trùng tên không có được. Em đặt số 2 đi ha. Rồi chúng ta mở nè, load 2 đây, ra desktop, rồi load 2 nè, ok. Rồi chúng ta đặt tên gì cũng được, cái này không quan trọng các anh em mình nha. Rồi rồi ok, rồi các anh em kéo lên coi coi nó nằm mục nào nha, kéo mấy cái này xuống cho nó đều đều ra đi. Rồi thu cái này lại cái này mình nha, coi nào nó a mà mới đặt chữ a đó, đây nè, a nè, đấy là nó là cái system nó toàn bộ nằm trong này nè đó, nó nằm trong đây cái này mình nha. Đó, các anh em nhìn thấy nè, cái đường cột nè, ở đây nó có bốn cái dấu dấu cộng nè, nó tới dấu cộng thứ tư này là hết rồi nha, cái xuống đây là nó thành cái khác rồi nè. Các anh em có thấy nhìn nhìn cái cột nè, giống như cái sơ đồ ấy nó đó. Rồi thì chúng ta vô đây, chúng ta muốn chỉnh cái gì, muốn tìm cái gì thì chúng ta vô đây chúng ta chỉnh thêm cái này mình nha, chỉnh thêm cái menu list thuộc phải này kia, tên này kia, hoặc là ngày giờ tháng năm này kia, nói chung rất là nhiều. Và tùy vào cái file mà các anh em đang chỉnh, tùy vào cái file các anh em đang chỉnh mà chúng ta thay đổi nó, là cái file đó là nó hỗ trợ cái gì nha. Nói chung mấy cái này em chưa có nghiên cứu sâu, nhưng mà em biết cái hướng thôi, biết cái hướng cũng như là cái chuyển ngữ thì cũng trong đây. Thì một phần em thay đổi tên, em ví dụ đi, một phần thay đổi tên, chia sẻ với các anh em luôn, thay đổi cái tên này. Không phải em không biết thay đổi đâu, tại em không có thay đổi, lười thay đổi. RAM đây, RAM đâu rồi, đâu, mở đây, mở cái này cho các anh em coi để cho chúng ta biết, chứ không phải là đấy, là mấy cái bản này em đã chuyển đổi từ 2017 rồi nha, chứ không phải là mới đây, thành ra là tại chỉ qua em lười thôi, lười làm thôi nha, chứ không phải là không biết làm, không biết làm nó khác, còn không làm nó khác. Rồi trong này á, là có những cái bảng em chia sẻ là em làm cho mấy anh em. Đây là cái bảng mà em đang đang chạy nè, các anh em tải cái file này, có thể dùng cái driver này luôn nha, là chung bộ với nó luôn nha. Đó,
Rồi các anh em có thể tạo bút bằng Ventoil cũng được, tại nó lót file chấm vim ok đó. Thì em có thành phần hỗ trợ bút Ventoil luôn này, nó có hỗ trợ luôn, 1 lít on shop không phải. Trong cái video trang chủ em á, các anh em vào cái video trang chủ kênh em, các anh em xem sẽ thấy nha. Có rồi, em coi coi các bạn đâu biết phải nằm đây không ta, hay là nằm trong nghe cái tiếng này cũng tỉnh táo anh em mình nha. Đó, nó lưu lại những cái thiết lập nè, và cái trỏ chỉ này nè, là các anh em chỉ tới đâu là nó sẽ lưu tới đó nha. Cái bảng này là bảng full, thành ra là các anh em sẽ thấy được rất là nhiều, còn cái bảng giới hạn là nó chỉ có hai ô rưỡi thôi, hai ô rưỡi nè, một nè, hai nè, hai ô rưỡi thôi. Còn cái bảng này em tải là bảng bảng full, nói chung chia sẻ luôn dưới video này luôn nha. Rồi nha, đây nè, cái bảng này là em tạo cho em nè. Các anh em nhìn lại, các anh em sẽ thấy nè, ngày nè, đó, ngày này đâu có giấu được. Úp lên hot, ba cái hot online là không có giấu ngày được các anh em nha. Các anh em chỉnh ngày hệ thống BIOS này kia là cũng vô 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 nghĩa nha. Đấy, ngày này là cái ngày của hot của hệ thống của server trang chủ của người ta quản lý, thành ra là nó không có liên quan tới cái ngày giờ hiện tại của mình nha. Đấy, thì em úp cái ngày 5 tháng 8 2017 nè. Đấy, các anh em có thể tải thử. Đây, anh Trần Bảo Trung, anh em kết nghĩa với em đây, em cũng bôi cho ảnh đây mấy cái code này, game sâu nè. Các anh em rảnh em nghiên cứu chơi, test chơi. Em nói rõ luôn, bản này là bản của anh NV, hồi đó là ảnh chưa có thu phí bản quyền, cũng như là cái này kia, nhưng mà em cũng vẫn giữ những cái đặc trưng của ảnh chứ không phải là thay đổi hoàn toàn. Chủ yếu là em thay đổi tên thôi, thay đổi cái tên PC thôi. Giống như cái bộ hướng dẫn tạo bút này kia là em vẫn để của ảnh, em không có thay đổi gì hết. Rồi 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 chúng ta đổi cái tên này nha, RAM Win 8.1, RAM Win 8.1. Rồi em tìm thử trong này coi, các anh em tìm như thế này nha, tìm ngay chuột phải luôn nè. Đấy, RAM Win, ở đây nó có dấu rồi, anh em bỏ gõ thì dấu đi, RAM Win 8.1 để em coi coi nó thấy không. Đấy, các anh em thấy không, nó đang hiển thị là nó đang tìm, nó thấy mấy cái khóa này nè, nó không biết tên em nè. Không nhất thiết các anh em phải dùng cái G Workshop này đâu, chúng ta có thể dùng cái mặc định của hệ thống nha. Đây, rồi em copy cái tên này lại đi, rồi qua đây em tìm hệ thống này. Tại cái tên này đổi nó tương đối là dễ, cái tên này đổi chúng ta đổi thay đổi giống như là tức thời luôn, hình ra cho các anh em quan sát nhìn cho nó dễ ha. Chúng ta xem nha. Đấy, ở đây là có hai tên ha, computer name và full bom computer name. Rồi, đâu rồi? Computer name. Ví dụ đi, em ghi là rồi. Thiện giới yếu. Đấy. Rồi. Rồi em bấm F3 nữa, anh tìm nữa nè. Đấy, cái này nó hơi rắc rối, cái là các anh em á, mỗi lần tìm á, là chúng ta phải bấm F3 thì nó hiện tiếp, còn cái hàng bên này nó hay cái là nó hiện một loạt để chúng ta nhìn, chúng ta thấy luôn. Thì cái phần mềm thứ ba nó luôn luôn có những cái tính năng kèm phụ, nó cũng khá là hay, tùy tùy các anh em chọn thôi, thấy cái nào chúng ta dễ dùng hợp lý thì chúng ta chọn thôi ha, không có quan trọng các anh em mình nha. Rồi rồi khi mà các anh em ấy xong đó, chúng ta đóng gói lại ha.
cách em chỉnh như thế này á, là chúng ta lấy luôn cái này, cái tên là administration nè, administrator nè, đó là chúng ta có thể đổi được luôn nè. Đó, cái phần này chúng ta nên viết liền cái này mình nha. Đó, administrator. Đấy, rồi bây giờ em coi thử nha, fix cái coi, fix cái lo mấy cái lo mắt. Rồi, lỗi rồi. Rồi chia sẻ với các anh em mà chúng ta mở lại cái này luôn ha. Là hồi nãy là do em chỉnh, em chạy cái này kia linh tinh nó mới bị nha, chứ không phải là bình thường cái Win em nó bị như vậy. Rồi chúng ta chạy lại cái explore. Rồi nó không, thằng này nó không có cho chạy ấy rồi. Python đây nè, bát này các anh em nha. Chúng ta mượn mượn cái chương trình thứ ba để chúng ta mở cái explore cho nó hiện ra. Thì mấy cái này này em chia sẻ trong cái video tổng cũng có luôn rồi, cái video mà trang chủ kênh em cũng có chia sẻ cái này rồi. Đó, đơn giản thôi các anh em nha. Cái mấy video đầu tiên của cái kênh em cũng có cái chia sẻ cái này luôn rồi. Rồi chúng ta coi coi cái máy computer nó đổi chưa các anh em mình nha. Chưa chưa thì các anh em á đang tạo cái file đó đó, là ví dụ đi chúng ta tạo rồi thay đổi rồi phải không, mà nó chưa đổi á, thì chúng ta làm sao? Chúng ta làm như thế này đó, không phải vậy là nó đổi liền đúng cái này mình nha, tại chúng ta phải khởi động lại Win đó. Thì các anh em mở cái này lên nè, đó đó các anh em copy hết hết cái này nè, khi mà chúng ta chỉnh hết rồi nó có này, rồi chúng ta đưa vô cái thư mục y chang gì luôn, thư mục để chúng ta tạo mới cái WinRAR cái này mình nha. Đây là cái cách mà đơn giản, nhưng mà khuyến khích các anh em là lên lên làm cách này là nó sẽ ổn hơn. Dùng cái shop ở ngoài, hoặc là chúng ta lót hai anh hai ha. Em đóng bớt đi, cái chương trình này chạy nhiều quá. Đấy. Rồi. Đó, thì chúng ta nên đây. Chúng ta chỉnh ở trong này ha. Hồi nãy em load hai xong rồi, ví dụ em chỉnh xong mấy cái tên xong đi ha, thì chỉnh xong mấy gian tên nãy đi rồi đó. Ví dụ em coi tên lại nè, coi đây các anh em thấy không nha, để em nói ngang ngang các anh em khó hình dung đó. Thì chúng ta đổi hết mấy tên này lại ha, đổi hết mấy tên này xong rồi chúng ta bấm đây đó, chúng ta bấm ở đây rồi chúng ta lít cho đây một cái thôi, lít cho đây đúng cái tên mà chúng ta đặt ban đầu nha. Rồi chúng ta chọn ở đây nè, chúng ta bấm unload 2, đó là nó sẽ mất, nó mất như vậy mới được cái này mình nha. Khi mà nó mất như vậy xong là cái file ngoài đây nè, đó nó tạo thêm mấy file nữa, đây các anh em thấy không, đó nó tạo thêm mấy file nữa, từ một cái file gốc mà nó tạo thêm mấy cái file phụ nữa. Thì mấy cái file phụ này các anh em lấy luôn nha, lấy luôn chứ không có bỏ file nào hết ha. Rồi chúng ta tiến hành để đúng vị trí lại, để đúng vị trí của nó là vị trí Windows System 32 config, Windows System 32 config đó. Thì các anh em để vô đây, copy để vô đây, không phải là trên WinBE nha, không phải trên WinBE các anh mình nha, là cái thư mục mà chúng ta đã dây nén ban đầu á, trong cái phần ghi mang ghép á, làm chia sẻ cái phần lúc mà chúng ta giải nén á. Thì khi mà chúng ta chép vô rồi thì chúng ta bắt đầu tiến hành đóng gói lại, các anh em test ha, đóng gói lại xong các anh em test là ok. Là tương tự ha, tương tự vậy, các anh em muốn thay đổi gì thì chúng ta cứ làm vậy thôi nha. Rồi thì qua cái video này thì cũng khá là nhiều cái cũng hơi rắc rối đối với mấy anh em mới, thì chắc cũng cũng phải làm qua vài lần thì chúng ta mới có kinh nghiệm ha, chứ mới đầu em làm em cũng không có nhiều kinh nghiệm đâu.
chúng ta cũng phải làm tới làm lui á. Các anh em lựa những cái bản Winbe nhỏ nhỏ thôi, chúng ta test đi, test cho chúng ta có cái kinh nghiệm mà làm nó lẹ, không cho những cái căn bản chúng ta làm cho nó có căn bản, rồi chúng ta thao tác nhanh, rồi chúng ta hạ tiến hành, chúng ta làm cho những cái Winbe dung lượng lớn thì nó sẽ đỡ mất thời gian các anh em mình nha. Còn các anh em muốn tìm hiểu mà đi bước nhanh luôn á, hiện ra có thể tìm cái Winbe nào mà đầy đủ nhất, đầy đủ những tính năng, ví dụ là hỗ trợ Gen 10, hỗ trợ đủ các kiểu luôn, thì tùy các anh em thôi. Các anh em muốn đi nhanh hay là có những cái anh em khác rồ nào hướng dẫn kèm phụ á, thì chúng ta có thể làm theo cách đó cũng cũng được, không sao hết ha. Rồi, hy vọng qua cái video này chia sẻ với các anh em nhiều cái kinh nghiệm cũng như là thủ thuật cần thiết để bui rebui Winbe hoàn chỉnh. Rồi, chân thành cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.